nước vào nè, nước vào bộ lốp xe nè, là cần phải được bảo dưỡng nha, rơ nè, lắc bên bển này, lắc có bây giờ rồi đây nè, rồi nó hư hết vòng bi rồi ha. Rồi xe đang được bảo dưỡng tại sửa xe Hồng Hoàng 10/34 ấp 4 xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ha. Sửa xe cùi bắp là đang ở tiệm này.